Mùa mưa lũ năm nay ở miền Bắc đang diễn ra hết sức khốc liệt. Tháng 7 đã chứng kiến cơn mưa kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều khu vực bị ngập úng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 8 tiếp tục là thời điểm cao điểm của mùa mưa ở miền Bắc với dự báo mưa lớn có thể nghiêm trọng hơn so với các năm trước do hiện tượng La Nina. Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tháng 8 sẽ tiếp tục là cao điểm của mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ. Đợt mưa lớn từ 28 tháng 7 đến nay có thể kéo dài đến khoảng ngày mùng 3, mùng 4 tháng 8, tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và có thể có những điểm mưa to đến rất to. Từ ngày mùng 5 tháng 8, mưa lớn có xu hướng giảm dần, đến khoảng ngày mùng 6 đến mùng 7 tháng 8, mưa tiếp tục giảm và thời tiết sẽ chuyển nắng. Ông hưởng cho biết thêm rằng, nếu có mưa trong tháng 8 thì sẽ xảy ra sau đợt nắng nóng trên, dự kiến là sau ngày 11 tháng 8. Từ nửa cuối tháng 8 và tháng 9 trở đi, Hiện tượng La Nina sẽ bắt đầu tác động mạnh mẽ, dẫn đến mưa trong tháng 9 ở Bắc Bộ có khả năng cao hơn mức trung bình nhiều năm. La Nina với đặc trưng là nước biển lạnh ở trung tâm Thái Bình Dương có thể gây mưa nhiều hơn và tăng số lượng bão áp thấp nhiệt đới so với trung bình nhiều năm. Mưa bão và lũ ở miền Trung có thể xảy ra dồn dập trong khoảng nửa cuối tháng 9 và tháng 10, tháng 11. Theo quy luật, vào những năm xuất hiện La Nina, mưa thường cao hơn trung bình nhiều năm và số lượng bão cũng nhiều hơn. Thực tế cho thấy, từ đầu mùa mưa, tổng lượng mưa ở miền Bắc đã cao hơn trung bình nhiều năm, từ 30 đến 80%, và ở một số nơi còn cao hơn từ 80 đến 100%. Đặc biệt, tại Bắc Quang, Hà Giang và Quảng Hà, Quảng Ninh, lượng mưa trong tháng 6 đã lên tới 1.105 đến 1.271 mm, gấp đôi so với cùng kỳ. Mưa lớn liên tục đã gây ra hàng loạt vụ sạt lở đất và lũ quét nghiêm trọng. Theo Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai mưa lũ ở Bắc Bộ, trong gần một tuần qua đã làm 9 người chết, 63 nhà dân phải di rời khẩn cấp, gần 600 nhà bị ngập và khoảng 2.500 hecta lúa hoa màu bị ngập úng. Giao thông cũng bị ảnh hưởng nặng nề với gần 300 điểm bị sạt lở và ách tắc. Dự báo trong tháng 8, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ sẽ sấp xỉ mức trung bình nhiều năm cùng thời kỳ cao hơn từ 5 đến 10%. Khu vực Trung Bộ dự báo mưa thấp hơn từ 15 đến 30%, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa sấp xỉ mức trung bình nhiều năm cùng thời kỳ có thể thấp hơn từ 5 đến 10%. Mưa rông có thể kèm theo lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong thời gian này dự báo ít hơn so với trung bình nhiều năm với khoảng 2 đến 3 cơn. Từ tháng 9 đến tháng 11, lượng mưa ở Bắc Bộ dự báo sẽ tăng khoảng 10 đến 30%. Khu vực Trung Bộ đặc biệt cần chú ý vì khả năng xảy ra mưa lớn, lũ lụt, ngập úng và sạt lở đất. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, khoảng tháng 9, Việt Nam có thể chịu tác động mạnh của La Nina với khoảng từ 6 đến 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên biển Đông, trong đó có từ 2 đến 4 cơn có thể đổ bộ vào đất liền. Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo rằng mùa mưa bão năm 2024 có thể diễn biến phức tạp và khó lường do ảnh hưởng của La Nina. Đặc biệt, các cơn bão mạnh thường xảy ra vào giai đoạn cuối năm và có thể ảnh hưởng đến các tỉnh Nam Bộ, khu vực vốn ít có kinh nghiệm ứng phó với bão. Do đó, Việc theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo và chuẩn bị ứng phó kịp thời là rất quan trọng để giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ tài sản cũng như tính mạng của người dân. Sáng ngày 2 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ra lệnh yêu cầu các hồ thủy điện mở cửa xả lũ nhằm ứng phó với tình hình mưa lớn diện rộng gây ngập úng tại nhiều khu vực. Cụ thể, hồ thủy điện Sơn La được yêu cầu mở thêm một cửa xả lũ, trong khi hồ thủy điện Tuyên Quang mở hai cửa xả lũ vào chiều cùng ngày 2 tháng 8. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến 12 giờ ngày mùng 2 tháng 8, mực nước thượng lưu Hồ Sơn La đạt cao trình 203,94m với lưu lượng đến hồ là 9.752m3 trên dây và lưu lượng xả là 4.575m3 trên dây. So với 4 tiếng trước đó, mực nước tại Hồ Sơn La tăng 0,49m và lưu lượng xả tăng 1.639m3 trên dây. Tại hồ Tuyên Quang, mực nước đã tăng lên 110,28m với lưu lượng đến hồ đạt 3.126m khối trên dây và lưu lượng xả là 1.202m khối trên dây. Để ứng phó với tình hình này, Bộ trưởng yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La mở cửa xả đáy thứ ba từ 16 giờ ngày 2 tháng 8, trong khi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy thứ hai từ 15 giờ và cửa xả đáy thứ ba từ 17 giờ. Đến 18 giờ, Hồ Thủy điện Hòa Bình sẽ mở hai cửa xả lũ. Còn hồ Sơn La và Tuyên Quang sẽ mở ba cửa. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương và các hồ thủy điện tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, lưu lượng nước và mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo và thông báo cho chính quyền, người dân và các tổ chức có liên quan để chủ động phòng tránh. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng và thủy văn quốc gia, việc tăng xả lũ từ các hồ thủy điện lớn ở phía Bắc sẽ làm mực nước trên các sông suối tăng nhanh trong 24 giờ tới. Cụ thể trên sông Đà tại Hồ Hòa Bình, dự báo đạt mức 7.500 m3 trên dây, dưới báo động 1 là 1.500 m3 trên dây vào tối ngày 2 tháng 8 và giảm chậm. Trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang, dự báo đạt mức 18,5 m, dưới báo động 1 là 3,5 m vào sáng ngày 3 tháng 8 và giảm chậm. Trên sông Hồng tại trạm Hà Nội, dự báo đạt mức 6,3 m, dưới báo động 1 là 3,2 m vào sáng ngày 4 tháng 8 và giảm chậm cùng với đó nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp và lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất tại vùng núi bắc bộ được cảnh báo gia tăng mực nước lũ duy trì cao có thể ảnh hưởng đến an toàn các tuyến đê và gây tác động tiêu cực đến giao thông thủy nuôi trồng thủy sản sản xuất nông nghiệp dân sinh và các hoạt động kinh tế xã hội Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại thành phố Sơn La và các huyện Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Thuận Châu. Theo đó, từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7, do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 200 mm. Một số nơi lượng mưa rất lớn như thành phố Sơn La 229,4 mm, xã Trường Ngàm, huyện Thuận Châu 206,4 mm, xã Trường Nơi, huyện Mai Sơn 205,3 mm, xã Nậm Ti, huyện Sông Mã 199,6 mm. Trên sông Nậm Pàn, sông Mã xuất hiện lũ lớn, vượt báo động cấp 3, sông Nậm La xuất hiện lũ, vượt báo động cấp 2. Mưa lũ đã làm 11 người chết, 6 người bị thương, gây ảnh hưởng thiệt hại lớn về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp với tổng thiệt hại hơn 500 tỷ đồng. Mưa lớn kéo dài còn gây lũ quét sạt lở đất và ngập úng làm thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn, Sông Mã, Thuận Châu, các xã Sạp Vạt, Triềng Pằn, huyện Yên Châu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai, thời tiết để ứng phó, phân công lãnh đạo địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị trực theo dõi 24 trên 24 trong những ngày mưa lũ cao điểm. Bố trí tạm thời nơi ở an toàn cho nhân dân, đồng thời tổ chức ứng cứu các điểm bị cô lập, đảm bảo hậu cần cho nhân dân tại nơi sơ tán, hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh cho nhân dân vùng thiên tai tổ chức giả soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất lũ ống lũ quét chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán di chuyển những hộ gia đình cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm khu vực có nguy cơ trượt sạt lở đất lũ ống lũ quét đến nơi an toàn huy động lực lượng phương tiện thiết bị sửa chữa ngay các công trình bị hư hỏng bảo đảm giao thông thông suốt cấp điện cấp nước thông tin liên lạc và vệ sinh môi trường cho người dân thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ ngập úng để sớm khôi phục sản xuất ổn định đời sống cho nhân dân vùng thiên tai xử lý giải tỏa các công trình xây dựng trái phép các công trình làm thu hẹp dòng chảy ảnh hưởng tới việc thoát lũ nạo vét khơi thông dòng chảy của các hệ thống cống rãnh công trình thoát lũ tại các đô thị khu dân cư nông thôn xác định hạng mục công trình đầu tư khẩn cấp để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bố trí kinh phí trong khả năng cân đối các nguồn vốn để triển khai thực hiện, đồng thời chủ động giả soát, hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định. Khi kết thúc khắc phục hậu quả thiên tai nêu trên, có văn bản gửi cơ quan chuyên môn báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để làm cơ sở công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, các sở ngành cơ quan đơn vị liên quan cần phân công phụ trách chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp các địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngày 2 tháng 8, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra những hậu quả nghiêm trọng từ sạt lở đất đá do mưa lớn kéo dài. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vụ việc đã làm hai người tử vong và ba người bị thương. Sự cố xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng tại xóm Lũng Tu, xã Thượng Tôn, huyện Hà Quảng. Một số tảng đá lớn bất ngờ lăn từ núi cao rơi trúng căn nhà gỗ của gia đình chị Hầu Thị Pha sinh năm 2006. Hậu quả chị Pha tử vong tại chỗ, còn em gái chị Hầu Thị kia sinh năm 2008 bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng. Gia đình này gồm 11 người, thời điểm xảy ra sự cố chỉ có hai chị em Hầu Thị Pha và Hầu Thị kia trong nhà, khiến căn nhà hư hỏng nặng. Cùng ngày tại xóm Cốc Lùng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, lượng đất đá lớn đã vùi lấp căn nhà của gia đình anh Vư Mí Lía, sinh năm 1995, làm cháu Vư Mí Mờ, sinh năm 2020 tử vong và anh Vư Mí Lía cùng con gái Vư Thị Tê, sinh năm 2019 bị thương. Chính quyền xã đã tổ chức cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ gia đình bị nạn và cung cấp nơi ở tạm thời cũng như lương thực thực phẩm. Thiên tai cũng gây thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng, 29 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 5 hộ gia đình phải sơ tán khẩn cấp. Các tuyến giao thông quan trọng như đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 4A, quốc lộ 34 và nhiều tuyến đường tỉnh đã bị sạt lở cản trở giao thông. Bà Ma Thị Huyền Linh, Tránh Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng thủ dân sự và phòng chống thiên tai tỉnh Cao Bằng cho biết, các cơ quan chức năng và tổ chức đoàn thể đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu với tổng số tiền trên 90 triệu đồng họ cũng đang khẩn trương khắc phục sạt lở và di chuyển tài sản của các hộ gia đình bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn